Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Korea à, nêu nguyên nhân khiến doanh nghiệp khó giảm giá nhà. Bộ xây dựng sắp thanh tra loạt dự án của EVN, Handico. Sẽ ra sao nếu bong bóng bất động sản Trung Quốc vỡ nợ? Thưa quý vị, Horea vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các doanh nghiệp bất động sản làm rõ những vấn đề liên quan đến cơ cấu phân khúc cũng như giá bán nhà ở. Đáng chú ý, văn bản của Horea đã chỉ rõ những nguyên nhân vì sao doanh nghiệp bất động sản dù cạn tiền vẫn không thể giảm giá nhà để tăng nguồn thu. Theo Horea, thời gian qua đã có một số chủ đầu tư thực hiện giảm giá bán nhưng mức độ giảm không nhiều bởi chi phí cấu thành giá nhà như chi phí xây dựng, nguyên vật liệu, nhân công, chi phí tài chính, chi phí quản lý đều tăng mạnh. Trong đó, chi phí tạo lập quỹ đất của dự án bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bảo vệ đất lúa nếu có sử dụng đất lúa. Riêng loại chi phí này đã chiếm trên dưới 15% giá thành đối với dự án nhà trung cư, trên dưới 30% đối với dự án nhà phố, trên dưới 20% đối với dự án nhà biệt thự. Điều đáng nói, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hiện nay thường chỉ được cơ quan có thẩm quyền khấu trừ khoảng 70% chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã bỏ ra. Horea chỉ rõ phí trồng phí khiến doanh nghiệp bất động sản phải chịu tiếng bán đắt, bán lãi dày. Cũng theo Horea, chi phí xây dựng chiếm khoảng trên dưới 50% giá thành đối với dự án nhà trung cư, trên dưới 30% giá thành đối với dự án nhà phố, trên dưới 20% giá thành đối với dự án nhà biệt thự. Đáng chú ý chi phí xây dựng cũng đang có xu thế tăng. Thực tế những năm gần đây, các nguyên vật liệu xây dựng như sắt thép cát đồng loạt tăng mạnh. Đơn cử, giá sắt thép tăng khoảng 15 đến 20% trong khi chi phí nguyên vật liệu chiếm 65 đến 70% giá trị dự toán xây dựng công trình. Trước đây giá 1 m vuông sàn xây dựng nhà chung chỉ khoảng 7 đến 8 triệu đồng thì nay đã tăng gấp đôi lên đến 12, 13 triệu đồng một chi phí cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ trong giá thành nhà ở là chi phí tài chính gồm lãi vay tín dụng và trả lãi các nguồn huy động vốn khác thường chiếm khoảng 10% giá thành. Ngoài ra tất cả các dự án đều phải có thêm chi phí quản lý thường chiếm khoảng 5% giá thành. Dù vậy tất cả chi phí trên được tính toán trong điều kiện thị trường bình thường đối với dự án nhà ở thương mại được thực hiện trong chu trong thời gian trung bình 3 năm horia còn chỉ ra một nút thắt lớn đã tồn tại nhiều năm qua khiến nguồn cung nhà ở giảm đi đó là những vướng mắc pháp lý vướng mắc khiến thời gian xin cấp phép kéo dài chi phí đầu vào tăng cao nên phương án kinh doanh ban đầu mà doanh nghiệp đưa ra bao gồm cả giá bán phần lớn bị thay đổi nhiều doanh nghiệp buộc phải tăng giá bán để bù đắp các khoản chi phí đã bỏ ra để triển khai dự án Bên cạnh đó, vướng mắc pháp lý cũng được Korea xác định là nguyên nhân khiến nhà ở giá rẻ ngày càng khan hiếm, thậm chí có nơi gần như biến mất trên thị trường. Korea đánh giá, thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội còn khó hơn cả dự án nhà ở thương mại. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành quyết định kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Xây dựng. Bộ trưởng giao Tránh Thanh tra Bộ tổ chức triển khai đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra theo quy định. Đối với hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng sẽ thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng một số dự án do 10 đơn vị được giao làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư. Trong 10 đơn vị thuộc danh sách thanh tra có nhiều ban quản lý thuộc Bộ Giao thông Vận tải như Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Ban quản lý các dự án đường thủy, Ban quản lý dự án 7. Bên cạnh đó, danh sách thanh tra còn có ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai. Ngoài ra, Bộ Xây dựng sẽ thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng một số dự án do tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, tổng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội Handico làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư. Đối với công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện thanh tra ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Bến Tre, Long An, Đồng Tháp và chủ đầu tư, nhà đầu tư cơ quan tổ chức đơn vị liên quan về hoạt động đầu tư xây dựng và một số dự án có sử dụng vốn ngân sách trung ương. Hoạt động kinh doanh bất động sản thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Xây dựng. Cùng với đó Bộ Xây dựng dự kiến thanh tra từ 2 đến 4 cuộc về đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo. Trong đó thanh tra Ủy ban nhân dân một số tỉnh thành phố trong việc kiểm tra, xác minh vụ việc khiếu nại và đôn đốc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Thưa quý vị, nếu bong bóng bất động sản Trung Quốc vỡ và gây ra khủng hoảng tài chính, tăng trưởng kinh tế của quốc gia này sẽ bị kẹt ở mức khoảng 1%, gây nguy hiểm cho mục tiêu tăng GDP. Cảnh báo trên được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản GCER đưa ra trong báo cáo mới công bố ngày 19 tháng 12. Nền kinh tế Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng từ những khó khăn trên thị trường bất động sản trong hơn 2 năm qua. GCER cảnh báo việc đưa ra các phản ứng không hợp lý có thể gây ra những hậu quả đáng ngại cho nền kinh tế. Kế hoạch tăng cường hỗ trợ cho các công ty bất động sản của chính phủ có thể đặt gánh nặng quá mức lên hệ thống tài chính cùng với đó hoạt động bán nhà đình trệ và giá cả lao dốc có thể khiến tình trạng vỡ nợ đối với các khoản vay ngân hàng tăng mạnh và khiến khủng hoảng tài chính lan rộng tại các ngân hàng vừa và nhỏ. Theo dự báo của GCR, kịch bản bong bóng bất động sản Trung Quốc vỡ có thể xảy ra vào năm 2027. Các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng và lĩnh vực khác có thể sẽ chậm lại đáng kể khi chính phủ ưu tiên việc trả nợ. Theo kịch bản bong bóng bất động sản vỡ, tốc độ tăng trưởng thực tế của Trung Quốc sẽ bằng 0 vào năm 2027. Điều này trái ngược hoàn toàn với mức 3,2% trong kịch bản không xảy ra khủng hoảng kinh tế lớn nào. Sau năm 2029, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ dao động dưới ngưỡng 1,5%. Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ tăng gấp đôi GDP lên ngang bằng với các nước phát triển, tầm trung và đạt 20.000 đến 30.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên ngay cả trong kịch bản cơ sở tốc độ tăng trưởng thực tế của Trung Quốc sẽ tiếp tục chậm lại và giảm xuống dưới 3% vào năm 2029, rồi dưới 2% vào năm 2035. GCR cũng tính toán một kịch bản trong đó Trung Quốc thúc đẩy cải cách nhằm đảo ngược tình trạng tăng trưởng kinh tế hạ nhiệt. Trong kịch bản này, việc chính phủ ưu tiên xử lý các khoản nợ xấu sẽ giúp giảm bớt các rủi ro tài chính. Trong kịch bản này, Trung Quốc có thể đạt mức tăng trưởng thực tế là 2,5% vào năm 2035 những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại